Hôm nay, ngày 7 tháng 1 năm 2019, Thánh Zamindo Benyafo Linh Mục, thứ hai tuần sau lễ hiển linh. Tích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn người và làm điều đẹp lòng người. Và đây là giới răn của người. Chúng ta phải tin vào thánh danh con của người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của người thì ở trong người và người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết người ở trong chúng ta. Đó là thánh thần mà người đã ban cho chúng ta. Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian, do điều này mà có con biết là thần trí của Thiên Chúa. Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa. Còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của phản Kitô. Các con nghe nói rằng nó đến và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi. Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì đấng ở trong các con thì cao trọng hơn cả ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, còn ai không bởi Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp. Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa. Chúa đã phán bảo cùng ta, con là thái tử của Cha. Hôm nay Cha đã sinh thành ra con. Hãy xin Cha, và Cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp. Giờ đây hỡi các vua, hãy nên hiểu biết. Quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kinh sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài. Hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. Cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp. Alleluia, Alleluia. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Đơ-vu-lun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Đơ-vu-lun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Gioan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời
và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền. Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilee, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan, dân chúng lũ lượt kéo đến theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: dân Do Thái đang trong tâm trạng sầu khổ dưới ách gông cùm đô hộ của ngoại bang. Họ như đoàn người đang phải lầm lũi trong bóng tối tăm, bị tử thần vây bủa. Họ khát khao được nguồn ánh sáng chiếu tỏa giải cứu. Đức Giêsu là vị cứu tinh đích thực được Thiên Chúa sai đến để đưa họ vào miền tự do, miền ánh sáng của Thiên Chúa. Sung sướng biết bao, họ được loan báo một tin trọng đại: nước trời, nước hạnh phúc đã gần. Cầu nguyện: lạy Cha, chúng con cũng đang trong tâm trạng sầu khổ như dân Do Thái xưa. Chúng con cũng bị gông cùm của Satan, bị ách tội lỗi đè nặng trên chúng con. Chúng con thấy khổ tâm, nhưng không sao thoát ra được. Quả thật, chúng con không thể tự cứu mình, và cũng không ai có thể cứu được chúng con. Tuy nhiên, chúng con không thất vọng, vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con. Ngài là vị cứu tinh, đem bình an và ơn cứu độ cho chúng con. Có Đức Giêsu, chúng con bảo đảm được hạnh phúc. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. 33 năm sau. Với tựa đề 33 năm sau, đó là một câu chuyện thuật lại như sau: những gì đã xảy ra cho đứa bé năm nào. Một trong ba vua đã đi triều bái vua Do Thái mới sinh thử hỏi. Suốt cuộc đời mình, nhà vua không thể nào quên được cuộc hành trình cách đây khoảng 33 năm. Một cuộc hành trình dõi theo ánh sáng sao lạ dẫn ông đến hang đá Bethlehem. Câu hỏi: liệu đứa bé ấy có trị vì dân Israel được không? Làm cho nhà vua bồng chồn đứng ngồi không yên. Rồi chẳng dừng được, một lần nữa nhà vua quyết định lên đường đi đến Palestine. Tại Jerusalem, những bậc bố lão còn nhớ đến những vì sao lạ, nhưng không ai biết gì đến đứa bé được sinh ra dưới điềm lạ ấy. Còn tại Bethlehem, mọi người được hỏi đều lắc đầu, ngoại trừ một cụ già cho nhà vua biết: làm gì có ông Giêsu Bethlehem, chỉ có ông Giêsu Nazareth, một người nói phạm thượng tự xưng mình là con Thiên Chúa, nên cách đây mấy tuần đã bị xử tử hình thập giá. Thất vọng e chề, nhà vua thẫn thờ nhập vào đoàn những người hành hương trở lại Jerusalem vào đúng ngày lễ ngũ tuần, chen lấn vào đoàn lũ đang mừng lễ tạ ơn sau mùa gặt. Nhà vua chú ý đến một đám đông đang bu quanh một nhóm người. Tò mò, ông lấn qua đám đông để đến gần và nghe có kẻ nói: tưởng ghi chứ gặp lại mấy tên sao rượu nói tầm xàm. Nhưng tai nhà vua lại nghe một người trong nhóm nói tiếng nước mình, và rõ ràng ông ta nói về ông Giêsu Nazareth, người đã bị đóng đinh nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết. Như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nhà vua chen vào đám đông cất tiếng hỏi: vậy bây giờ ông Giêsu đó ở đâu? Đại diện nhóm người đứng ở giữa đám đông là Simon Phêrô trả lời: Ngài đang ở giữa chúng tôi, Ngài đang ở trong chúng tôi. Chúng tôi là môi miệng, là tai mắt, là đôi tay, là đôi chân của Ngài. Trong lúc Phêrô đang nói, bỗng có một luồng gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa một lần nữa thổi tràn xuống mọi người. Nhà vua bỗng lại thấy ánh sao Bethlehem, nhưng lần này ánh sao ấy chia ra nhiều ánh sao khác rơi xuống mọi người. Trong tâm hồn, nhà vua chợt hiểu, mỗi người phải trở nên mắng cỏ nơi Đức Giêsu sinh ra, và mỗi người phải mang Ngài đến cho mọi người xung quanh. Câu chuyện trên nối liền ý nghĩa của lễ Giáng sinh mừng biến cố ngôi lời nhập thể với lễ tưởng niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đồng thời câu chuyện cũng nêu bật bổn phận của mọi người Kitô hữu là những kẻ phải trở nên tai mắt, trở nên môi miệng và chân tay của Đức Kitô để mang tin mừng của Ngài đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ và cộng tác hàng ngày. Bài trích sách Lẽ sống.